Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Ngày hôm nay đó là ngày 1 tây tháng 6 năm 2021 là ngày thứ ba tại Hoa Kỳ Ở Việt Nam đó, hôm nay đã là ngày thứ tư rồi, có lúc mà thường làm cái video này Thì hôm nay đã có hai thông tin nổi bật Thuần muốn chia sẻ với các bạn không liên quan trực tiếp đến thị trường crypto Nhưng mà cũng có cái sự liên quan gián tiếp mà gặp cũng cần phải hiểu để các bạn không lo lắng thời điểm hiện bây giờ Kế tiếp, tôi muốn chia sẻ với các bạn một số những thông tin liên quan đến giá cả tại vì cuối tuần qua đó trong vòng 2 ngày qua thì cũng có một số màu xanh ở trên thị trường và điều này có nghĩa là gì cũng như là chúng ta sẽ nhìn vào một số những cảm nghĩ của nhiều người ở trên Twitter trong thời gian 2 ngày qua thì như thế nào tình hình mọi người suy nghĩ ra sao và chúng ta cũng sẽ nhìn tới một số những cái tài liệu như là chúng ta nhìn vào uh, stock to flow chúng ta nhìn vào một số những cái tin tức nổi bật ngày hôm nay cũng như nổi bật ngày hôm qua mà thuận muốn chia sẻ với các bạn tại vì ngày hôm qua đó không có Video Ngày hôm qua là ngày lễ Memorial Day Nghĩa là ngày lễ tưởng niệm quân sĩ ở Hoa Kỳ Không có video ngày hôm qua Và thị trường ngày hôm qua cũng không có nhiều tin tức Tại vì thị trường chứng khoán đóng cửa Nhưng mà hôm nay đầu tuần cũng có một số những tài liệu tôi muốn chia sẻ với các bạn Cũng như là chia sẻ những cái thông tin on-chain Và một số những cái thông tin khác Nhưng mà trước hết thì chúng ta hãy nói tới cái thông tin mà tôi nghĩ là bạn cũng cần nên hiểu rõ trước khi mà nhiều bạn lo lắng. Các bạn cũng nên nhớ là cái đây không có lâu thường nhớ là khoảng chừng là vài tuần thì có cái thông tin là có một cái dự luật được đề xuất bởi tổng thống Joe Biden liên quan đến là sẽ tăng cái phần trăm thuế tài sản cho những người nào mà có lời hơn một triệu đô la các bạn cũng nên nhớ là nếu như mà ai mà có lời hơn một triệu đô la thì sẽ phải đóng cái số thuế đó lên tới là 39,6% thay vì trước đây chỉ có 20% mà thôi thì đương nhiên các bạn thấy được là con số này đã không phải là các bạn đóng 39,6% trên con số mà các bạn lời mà là tính theo là mỗi một bậc các bạn có lời bao nhiêu thì cái phần trăm thuế tính thì có bậc đó các bạn thấy được là con số này không phải là một cái con số nhỏ và chúng ta thấy được đó là rất nhiều người đã lo lắng khi mà cái thông tin này được chia sẻ cái đây vài tuần và nhiều người chỉ ra đó là tại sao mà thị trường tài chính, thị trường chứng khoán cũng như là thị trường crypto đó lao vật cái đây vài tuần khi mà nghe thông tin liên quan đến thuế tại vì mọi người bán cổ phiếu của mình bán crypto của mình tại vì không muốn lỡ như mà cái đề xuất này mà được thông qua đó là họ không muốn phải đóng số tiền thuế lớn nhưng mà hôm nay chúng ta lại nhận được cái thông tin đó, là hồi thứ sáu mới đây đó thì chúng ta cũng đang nhận được thông tin là tổng thống Joe Biden đã đưa ra một cái gói đề xuất để mà hỗ trợ cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ lên tới 6 nghìn tỷ đô la chúng ta cũng đã nói tới thông tin này tuần vừa rồi nhưng mà cũng trong ngày hôm đó đó tổng thống Joe Biden cũng đã nói là cái dự luật liên quan đến là tăng cái phần trăm đóng thuế 39,6% cho những người nào mà có lời 1 triệu trở lên đó thì cái số tiền đó đó là khi mà dự luật được thông qua, bây giờ vẫn chưa được thông qua. Nhưng mà nếu như mà được thông qua ở cái đề xuất hiện tại đó thì cái ngày bắt đầu sẽ là ngày 28 tháng 4 của năm nay chứ không phải là sau khi mà thành luật rồi mới bắt đầu có nghĩa là sẽ trả chơi về ngày 28 tháng 4 thì điều này đã làm cho nhiều người cũng khá là bực bội về hoang mang tại vì sao tại vì nhiều người có thể là đã bán trong vòng mấy tuần qua khi mà nghe nói tới cái dự luật này họ sợ là dự luật được thông qua cho nên họ đã bán nhưng mà bây giờ các bạn thì được là những ai mà đã bán sau ngày 28 tháng 4 của năm nay thì vẫn phải đóng cái số thuế mới này Tại vì sao? Tại vì Tổng thống Joe Biden nói là không muốn nhiều người trốn số thuế này bằng cách là bán sớm hơn. Thì đương nhiên những người mà bán sớm hơn tại vì họ muốn trốn số thuế này bây giờ lại rất là bực bội. Tại vì nếu như mà được thông qua thì họ vẫn sẽ phải đóng cái số tiền thuế cao như vậy 39,6% cho cái số tiền mà họ có lời 1 triệu đô la trở lên. Thì trước hết á, 1 triệu đô la thì các bạn thấy được là cái phần lời này áp dụng những người mà có lời rất nhiều Nhưng mà thật ra các bạn nhìn vào thị trường chứng khoán và thị trường crypto đi Các bạn cũng đã thấy được là trong vòng một năm qua thị trường đã tăng trưởng như thế nào Có thể nói được là trong năm nay đó rất nhiều người đầu tư chứng khoán đã trở thành triệu phú lời rất là nhiều triệu triệu đô Các bạn thấy được là những người mà đầu tư crypto cũng lời rất là nhiều triệu đô Trong đó các bạn có thể biết là bản thân thường cũng lời rất nhiều Thì các bạn thấy được là con số lời hơn một triệu đô la là một con số không có phải là nhiều Tính theo cái thời gian là 365 ngày qua Trong một năm qua là một triệu đô la là bất cứ bình thường Ở trong thị trường này đối với rất nhiều người Cho nên cái con số thuế này là thật ra là một cái con số rất là lớn Và nếu như mà bắt đầu từ ngày 28 từ tháng 4 Mà trở lên đó, Thì Tổng thống Joe Biden nói là có thể là có thêm được 320 tỷ đô la thuế Thì 320 tỷ là con số không có nhỏ Nhưng mà các bạn thấy được là con số này đó là phải đóng thuế từ những người mà có lời và các bạn thấy được là hồi thứ sáu thôi thì cái số đề xuất cơ sở hạ của Hoa Kỳ đã lên tới 6.000 tỷ đô la rồi thì bây giờ nếu như mà giả cho về ngày 28 tháng 4 đó thì chỉ có thể kiếm được thêm có 320 tỷ mà thôi. Cái bạn thấy được là 320 tỷ so với chỉ một gói đề xuất hỗ trợ thôi đã là 6 000 tỷ đô la thì con số này thực sự mình nói là rất nhỏ và không có hề hứng gì. Khi mà chúng ta so sánh với những cái đề xuất như là 6 000 tỷ đô la và thậm chí trong vòng một năm vừa qua cái bạn thấy được là dịch bệnh xảy ra đây thì Hoa Kỳ đã có bao nhiêu gói đề xuất bao nhiêu nghìn nghìn tỷ rồi. Cho nên về cái phương diện đầu tư đó thì nhiều người cho là không có đáng tại vì sẽ khiến cho nhiều người bực bội lo lắng và có thể dẫn đến cái sự bất ổn ngắn hạn liên quan đến thị trường tài chính tại vì bây giờ nhiều người khi mà bán đó họ nghĩ là họ bán sớm trong năm nay sẽ không có sợ là họ sẽ bị chịu cái số mức thuế này cho năm sau nhưng mà bây giờ tin tức là họ bán năm nay nếu như bán sau ngày 28 tháng 4 thì vẫn phải đóng cái số thuế này cho nên có thể là nhiều người bây giờ lại phải bán tiếp tục để có thể là trả cái số tiền thuế cao hơn các bạn thấy được là từ 20 lên tới 39,6% là coi như cái số thuế đã nhưng lên gấp đôi rồi. Thì đây là một cái thông tin nhưng mà các bạn thấy được là tình hình bây giờ thì đây cũng chỉ là một cái đề xuất mà thôi. Đề xuất này đó phải được thông qua Hạ Viện rồi tới Thượng Viện và trong khoảng thời gian này đó là sẽ được đàm phán và cái phần cuối cùng cái mức thuế đó sẽ được thông qua là bao nhiêu thì đó nhiều những chứng đoán đó là cái số phần trăm thuế sau này thông qua có thể là chỉ ở mức là 30-31% mà thôi và sau này khi mà được thông qua thật sự đó thì cái phần trăm thuế này có phải là trả cho về ngày 28 tháng 4 của năm nay hay không thì chúng ta cũng không biết cho nên bây giờ đó cũng chưa phải là lúc mà mọi người phải lo lắng tại vì chúng ta được là cần phải thông qua hạ viện thượng viện rồi sau đó tổng thống Joe Biden mới có thể ký để thành luật cho nên bây giờ vẫn là cái bước đầu tiên mà thôi các bạn thấy được là mỗi một gói hỗ trợ mỗi một đề xuất mỗi một dự luật liên quan đến cái số tiền lớn ảnh hưởng nhiều người như vậy thì đương nhiên sẽ được đàm phán rất nhiều cho nên chúng ta cũng chỉ có thể tiếp tục theo dõi mà thôi bây giờ vẫn chưa phải là lúc mà nhiều người lo lắng trước khi mà biết được là cái dự luật này có được thông qua hay không và thông qua với cái dạng nào kế tiếp nữa thì cũng là thông tin đến từ chính phủ của Joe Biden chúng ta mới vừa nói tới cái thông tin liên quan đến cái thuế liên quan đến tài sản bây giờ chúng ta hãy nói tới cái thuế liên quan đến thu nhập thì cái thuế liên quan đến thu nhập đó thì bây giờ là chính phủ Joe Biden đề nghị là tăng cái phần trăm thuế này lên lên tới phần trăm nào? Hiện bây giờ đó thì cái phần trăm cao nhất là 37% sẽ tăng lên tới 39,6% cho những cái hộ gia đình mà kiếm được nhiều tiền nhất của Hoa Kỳ. Để làm gì? Cái số tiền này để hỗ trợ cái quỹ trợ cấp gia đình Hoa Kỳ (American Family Plan) mà đã được đề xuất bởi chính phủ của Joe Biden. Thì các bạn thấy được là bây giờ đó thì những người nào mà độc thân đó mà kiếm được hơn 452.700 đô trong một năm hay là cặp vợ chồng mà kiếm được 509.300 đô một năm trở lên thì sẽ phải đóng cái phần trăm thuế lên tới 39,6%. Đây là đề xuất được chia sẻ bởi chính phủ của Joe Biden. Một lần nữa, đây vẫn chưa phải là luật, đây chỉ là một cái đề xuất mà thôi. Thì nếu như mà không có đề xuất này đó thì năm 2025 thì cái phần trăm thuế thu nhập cũng sẽ tăng lên 39,6% cho những hộ gia đình mà kiếm được nhiều tiền nhất của Hoa Kỳ. Nhưng bây giờ đối với cái đề xuất này đây thì có thể là cái phần trăm 39,6% này sẽ đến sớm hơn là dự định. thì các bạn thấy được là chúng ta nhìn sơ sơ thôi đây là cái thống kê được chia sẻ bởi CNBC thì các bạn thấy được là cái số tiền mà các bạn kiếm được đó. thì nếu như mà đi theo cái đề xuất của chính phủ Joe Biden thì cái số tiền thuế của bà đồng sẽ cao hơn khi mà các bạn kiếm được những số tiền à, từ cái mức là 254.000 trở lên so với lại cái phần trăm thuế hiện tại. Đây cho các bạn thấy được là dưới cái sự lãnh đạo của chính quyền Joe Biden, thuế đang dần dần tăng lên và thuế đó thì có một cái sự ảnh hưởng đó với thị trường tài chính tại vì các bạn thấy được là thuế càng cao thì sẽ dẫn đến là những nhà đầu tư đó họ sẽ cẩn thận hơn khi mà họ bán hay là họ mua một loại tài sản nào đó nhưng mà cái điều mà quan trọng hơn thì muốn chia sẻ với các bạn đó là những gì mà thường vừa chia sẻ chỉ là những cái dự luật mà thôi vẫn chưa phải là luật có được thông qua hay không và cuối cùng thông qua với cái dạng nào có những chi tiết như thế nào thì sau này thường sẽ chia sẻ với các bạn các bạn cũng cần nên hiểu là bây giờ chúng ta cũng chưa cần phải lo lắng nhiều về những thông tin này cho nên tôi muốn chia sẻ để các bạn hiểu trước khi mà các bạn đọc những thông tin từ những trang web khác rồi lại có cái sự lo sợ là mọi người sẽ bán tháo trong thị trường thực sự mà nói nếu như mà cái đề xuất này bây giờ đó là có thể trả trở về ngày 28 tháng 4 năm 2020 và áp dụng từ ngày đó trở lên thì các bạn thì được là bây giờ đó có bán tháo hay không bán tháo thì cũng giống nhau mà thôi tại vì các bạn thấy là bây giờ các bạn bán thì cũng không thể trốn được cái phần trăm uh, thuế tài sản này.